Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ken nha. Sẽ có một số bông trang thái đỏ, thái vàng, vàng cam và rất là nhiều loại khác ha. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Cây thần chậu sống phá quý cô chú anh chị. Rồi anh chào Ken. Chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị đang xem kênh ha. Thì hôm nay vườn em cũng tiếp tục lên hoa trang. Mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Số điện thoại giao lưu là 0977416876, đồng thời cũng là số Zalo vườn thì tại Lấp Vò Đồng Tháp ha. Mọi mã số em lên đều bao phí ship tặng nơi cho cô chú anh chị mình luôn. Giờ mình bắt đầu mình đi ghi mã số 1 combo bao gồm 5 chậu ha. Mình có các loại như là tím sen nè, thái đỏ, thái vàng, thái cam và đây là đỏ lá kim ha. Đo kích cỡ chậu nhỏ nhất nha. Cây có chiều cao ở đây là 25, tán ngang là 25. Combo 5 chậu này em vô lưới giá là 250.000 bao phí ship ha. Mã số 1. 5 chậu 5 loại khác nhau. Tiếp theo mã số 2 là cây hồng ngọc Viễn Đông, hoa chùm. Cây có chiều cao ở đây là 50, tán ngang là 55, cây nệm giao lưới giá là 250.000. Hồng ngọc Viễn Đông, cây đang nụ hết ha. Mã số 2. Tiếp tục mã số 3, thái đỏ tàn tròn. Cây có chiều cao đây là 60, tán ngang là 50, hốt thân là 13. Cây có hoành ở đây là 11, cây này giao lưu với giá là 250.000, mã số 3, thái đỏ. Tiếp tục mã số 4 là cây vàng lá xoắn. Cây này có chiều cao ở đây là 50, tán ngang là 55, hốt thân là 10. Cây có hoành ở đây là 10. Cây này thì cũng giao lưu với giá là 270.000, mã số 4. Cây đang rực hoa nụ ha. Mã số 5 là cây chanh trắng. Trắng xưa anh chị, dòng này siêu bông nha. Cây có chiều cao ở đây là 70. Tán ngang là 40. Hốt thân là 8. Cây có hoành ở đây là 10. Cây này cũng giao lưu với giá là 300.000, mã số 5. Mã số 6 là cam lá xoắn. Cây có chiều cao ở đây là 65. Cây có chiều cao là 90 nha, đoàn ngược thứ. Tán ngang là 60. Hốt thân là 10. Cây có hoành ở đây là 12. Cây này vô lưới giá là 350.000, mã số 6. Mã số 7 là tím sen tàn thông. Cây có chiều cao ở đây là 75. Tán ngang là 55. Hốt thân là 13. Cây có hoành ở đây là 10. Cây này vô lưới giá là 400.000. Tàn rất là đặc ha. Tàn siêu mịn quý anh chị em. Tiếp theo mã số 8 là cây chanh trắng. Cây có chiều cao ở đây là 85. Tán ngang là 55. Hốt thân là 15. Cây có hoành là 11. Cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 8. Mã số 9 là cây phụng hoàng lửa. Cây green ha. Cây này có chiều cao ở đây là 80, tán ngang là 50, hốt thân là 43, cây có hoành ở đây là 8, cây này giao lưới giá là 250.000, phụng hoàng lửa. Tiếp theo đây là mã số 10, cây trang ghép ha. Cây có chiều cao ở đây là 1m25, tán ngang là 85, hốt thân là 38, cây có hoành ở đây là 13. Cây này thì gồm có các màu là trắng lá chung nè, phụng hoàng cam nè, phụng long châu, phụng hoàng kim, đỏ nhung cẩm thạch, cái này là hồng sen nhật,
Tím sen Vĩnh Châu. Tím sen Vĩnh Châu rất là nhiều loại ha, 5-6 loại, Mỹ trắng hơi sọc nữa. Cây này em vô lưu giá là 450.000, mã số 10. Tiếp theo, cái thân rất là lực ha, cái này là mã số 11. Phôm tàn rất là đẹp của anh chị em. Cây có chiều cao đây là 1m20, đáng ngang là 70, hót thân là 51. Cây có hoành ở đây là 15. Này ghép trên thân cây Mỹ Hồng ha. Cái này là cũng có là trắng lá chung nè, bạch hồng hương nè, đỏ nhung cẩm thạch, phụng hoàng cam, phụng hoàng kim, phụng kim châu, trắng lá chung, phụng hoàng lửa. Rất là nhiều ha. Mỹ trắng sọc, Mỹ Hồng. Nói chung là 7-8 màu quý anh chị em. Cây này em vô lưu với giá là 600.000, mã số 11. Tiếp theo mã số 12 là cây Mỹ Đỏ. Mỹ Nhung lá lớn quý anh chị. Cây này đang siêu nụ ha. Dòng này hoa rất là to nha. Cây có chiều cao đây là 1m30, tán ngang là 80, hót thân là 52. Cây có hoành ở đây là 18. Cây này giao lưu giá là 400.000, mã số 12. Bông nè, màu rất là đỏ đậm ha, rất là đẹp luôn. Dòng này quý anh chị em biết rồi, trồng mà nó tốt, hoa nó tầm khoảng 2 tấc á. Tiếp theo là cây Mỹ Tím Thơm. Mã số 13. Cây này có chiều cao đây là 1m1, tán ngang là 80, hót thân là 37. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này giao lưu giá là 400.000, Mỹ Tím Thơm. Tiếp theo mã số 14. Một cây cam Đài Loan. Hàng này hàng trồng đời đầu quý anh chị em. Cây có chiều cao đây là 1m05, tán ngang là 1m, hót thân ở đây là 27. Cây có hoành ở đây là 17. Cây này giao lưu với giá là 500.000, mã số 14. Khung xương tán nè, rất là đặc ha. Tiếp theo mã số 15 là cây tím sen. Tán rất là mịn luôn. Tròn và giống như một cái trái banh của anh chị em. Cây có chiều cao đây là 70, tán ngang là 75, hót thân là 14. Cây có hoành ở đây là 10. Cây này giao lưu giá là 400.000, mã số 15. Mã số 16. Tán cũng rất là đẹp luôn ha. Loại này tán rất là mịn. Cây có chiều cao đây là 70, tán ngang là 75, hót thân là 16. Cây có hoành ở đây là 11. Cây này cũng giao lưu giá là 400.000, mã số 16. Mã số 17 là vàng cam. Cây đang phun hoa nụ ha, đang hoa rực rỡ luôn. Cây có chiều cao là 70, tán ngang là 75, hót thân là 18. Cây có hoành là 11. Cây này giao lưu với giá là 400.000, mã số 17. Mã số 18 là cây thái đỏ, tàn tròn. Cây có chiều cao ở đây là 90, tán ngang là 90, hót thân là 7. Cây có hoành là 13. Cây này cũng giao lưu với giá là 450.000, mã số 18, thái đỏ tàn tròn. Tiếp theo mã số 19 là cam Đài Loan ha. Cây có chiều cao ở đây là 1m4, tán ngang là 75, hót thân là 50. Cây có hoành ở đây là 10. Cây này giao lưu giá là 250.000.
Mã số 20 là cây trang trắng. Trắng xưa bên chị em. Hoa này có thể dùng làm thuốc á. Cây có chiều cao là 80. Tán ngang là 55. Hốc thân là 10. Cây có hoành ở đây là 12. Cây này giao lưu với giá là 350.000, mã số 20. Mã số 21 cũng là cây trang trắng luôn, hốc thân ha. Cây đang sọt búp của anh chị em. Cây có chiều cao đây là 1m. Tán ngang là 50. Hốc thân là 24. Cây có hoành ở đây là 14. Cây này giao lưu giá là 450.000, mã số 21. Mã số 22 là cây thái đỏ. Tàn tròn hốc thân ha. Cây này có chiều cao đây là 85. Tán ngang là 60. Hốc thân là 30. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 22. Mã số 23 cũng là cây thái đỏ tàn tròn. Cây có chiều cao ở đây là 90. Tán ngang là 55. Hốc thân là 34. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này cũng giao lưu giá là 350.000, mã số 23. Mã số 24 là cây tím sen. Tán tròn đều ha, đang hoa nụ đẹp. Phồn tàn phải nó rất là VIP với anh chị em. Cây có chiều cao là 70, tán ngang là 75. Hốc thân là 18. Cây có hoành ở đây là 11 ha. Cây này cũng giao lưu giá là 400.000, mã số 24. Mã số 25 là cây vàng cam. Cây có chiều cao đây là 65. Tán ngang là 75. Hốc thân là 17. Cây có hoành ở đây là 14. Cây này cũng giao lưu với giá là 400.000, mã số 25. Mã số 26, cây tím sen. Cây này tán rất là đẹp luôn. Cây có chiều cao đây là 75. Tán ngang là 80. Hốc thân là 20. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này cũng giao lưu với giá là 450.000, mã số 26. Mã số 27 là cây thái đỏ tàn thông. Cây có chiều cao đây là 1m15. Tán ngang là 60. Hốc thân là 5 ha. Cây có hoành ở đây là 12. Cây này giao lưu với giá là 400.000, mã số 27. Mã số 28 là cây trang trắng. Trắng xưa, kẹo búp của anh chị em. Cây có chiều cao ở đây là 1m05. Tán ngang là 55. Hốc thân là 21. Cây có hoành ở đây là 14. Cây này cũng giao lưu với giá là 450.000, mã số 28. Mã số 29 là cây thái vàng tàn tròn. Cây có chiều cao đây là 85. Tán ngang là 85. Hốc thân là 12. Cây có hoành là 16. Cây này giao lưu với giá là 450.000, mã số 29. Mã số 30 là cây thái đỏ. Một cốt của anh chị em. Cây có chiều cao là 90. Tán ngang là 80. Hốc thân là 20. Cây có hoành là 14. Cây này giao lưu với giá là
450.000, mã số 30, thái đỏ tàn tròn, tán rất là đặc luôn. Mã số 31, thái vàng tàn chưa mặt bạn luôn. Siêu mịn à. Đẹp ha. Cây có chiều cao đây là 70, tán ngang là 80, hót thân là 20, cây có hoành ở đây là 17. Cây này cũng giao lưu với giá là 450.000, mã số 31. Để mã hay à. Tiếp theo mã số 32, tán rất là đẹp ha. Vàng cam quý anh chị em, dòng này thị trường rất là ít á. Cây này tán to đẹp. Cây có chiều cao đây là 75, tán ngang là 85, hốc thân là 12, cây có hoành là 16. Cây này giao lưu giá là 450.000, mã số 32. Mã số 33 là cây bằng lăng thái, dòng siêu bông của anh chị em, màu tím ha. Cây này màu tím. Cây này thì có chiều cao ngay tới khung xương này là 1,5 m ha. Cây này cao tầm 2 m nha cô chú anh chị. Tán ngang ở đây là 1,20 m. Hốc thân là 70. Cây có hoành ở đây là 16. Cây này giao lưu với giá là 2.500.000. Cây này nếu 33. Như mà nó trổ hoa hết là tầm khoảng 30 nhánh hoa của anh chị em. Rất là đẹp luôn, nụ nè, xum xê ha. Phun bông mà chịu không nổi của anh chị em. Tiếp theo mã số 34 là cây thái vàng, bọc cốt, chân dài. Cây có chiều cao ở đây là 1,15 m. Tán ngang là 60. Hốc thân là 53. Cây có hoành ở đây là 16. Cây này cũng giao lưu với giá là 400.000, mã số 34. Mã số 35 là cây trăng trắng, cây này siêu nụ luôn. Tàn thông của anh chị em. Cây này về của anh chị em mình là rực rỡ. Cây có chiều cao ở đây là 1,30 m. Đang full búp. Tán ngang là 65. Hốc thân là 13. Cây có hoành ở đây là hoành là 16 ha. Cây này cũng giao lưu giá là 500.000, mã số 35. Mã số 36 là cây thái vàng, tàn siêu to quý anh chị em, tròn quay luôn. Đang rực rỡ bông. Cây có chiều cao ở đây là 1,1 m. Tán ngang là 90. Hốc thân là 25. Cây có hoành ở đây là 17. Cây này giao lưu với giá là 500.000, mã số 36. Mã số 37 là cây thái đỏ. Cây có chiều cao đây là 1,20 m. Tán ngang là 85. Hốc thân là 14. Cây có hoành ở đây là cây có hoành là 16 nha. Cây này cũng giao lưu với giá là 600.000. Mã số 37. Mã số 38 là cây thái vàng, đang rực bông. Cây có chiều cao đây là 1,30 m. Tán ngang là 95. Hốc thân là 28. Cây có hoành ở đây là 16 ha. Cây này giao lưu giá là 500.000, mã số 38.
Mã số 39 là cây thái đỏ tàn thông. Cây thái đỏ này tàn rất là đẹp luôn, rất là mịn ha. Cây này có chiều cao là 1m50, tán ngang là 90, hốt thân là 27. Cây có hoành ở đây là 16. Cây này giao lưu với giá là 650.000, mã số 39. Thái đỏ tàn thông rất là đẹp luôn. Đây là mã số cuối clip này. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem. Hẹn gặp lại buổi video thứ bảy lúc 12 giờ trưa ha. Rồi, cũng xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý cô bác anh chị em mình trên kênh Pháp Thái nhiều sức khỏe, làm ăn luôn thịnh vượng phát tài ha. Hẹn gặp lại vào clip tiếp theo nha, vườn em Ken nha.